Ấn Độ, ngày 4 tháng 3 năm 1989 Diễn văn bế mạc Đan Ma sẽ lan truyền như thế nào? Các con trai và con gái Đan Ma thân mến của Thầy Đã gần 20 năm từ khi trách nhiệm lớn lao được người cha Đan Ma Sajaji Ubakhin đặt trên vai thầy khi xét lại công việc Danma Dutta, truyền bá Dharma, thầy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thành quả của Danma, thấy được cách Danma đang phát triển. 20 năm trước, phương pháp này còn mới mẻ tại quốc gia này, vì thầy là một người vô danh. Hiện nay, hàng ngàn người đã bắt đầu tới để tham dự những khóa thiền. Nhưng điều tuyệt diệu lớn hơn là cách những người phục vụ đan ma đã bắt đầu phục vụ họ gặp nhiều khó khăn để giúp người khác học được vipassana ở những nơi không phải là trung tâm không đầy đủ tiện nghi những người phục vụ phải đối diện với rất nhiều điều bất tiện tuy vậy họ phục vụ vô vị lợi như thế với rất nhiều tình thương và lòng trắc ẩn khi những trung tâm bắt đầu được xây dựng có vẻ như những cơ sở sẽ giúp cho việc quản lý được dễ dàng hơn nhưng bây giờ những khó khăn lại thuộc về những lãnh vực khác những cơ sở mới tiếp tục mọc lên và những gì đã xây dựng cần phải được sửa chữa và bảo trì cho dù là một người phục vụ đan ma hay là một thiền sư phụ tá tất cả đều là những người có gia đình và mỗi người đều có những trách nhiệm đối với gia đình và có nghề nghiệp mưu sinh. Tuy thế họ dành rất nhiều thời giờ và gặp rất nhiều khó khăn. Thật không thể tin được, thậm chí không có ai nghĩ đến chuyện có được tiền tài. Họ tự rèn luyện để hiểu rằng trách nhiệm giao phó cho họ thật ra là giao phó cho đam ma, và họ đơn giản chỉ là người đại diện cho đam ma mặc cho tất cả những điều khó khăn này những người phục vụ vẫn rất hoan hỉ hãy nhìn xem có rất nhiều người đang nhận được đam ma ngoài sự hoan hỉ họ nhận được những gì khác người thầy thụ nhận được từ vị cha đan ma một kỷ luật nghiêm ngặt và đôi khi nói nặng lời. Những người phục vụ đã phục vụ vô dị lợi và đổi lại thì họ bị khiển trách. Các con làm như thế này gà. Các con là những người vô dụng. Tại sao các con làm như thế? Đây là những gì họ nhận được từ vị cha Đam Ma và từ những người khác. Không có ai biết ơn gì sự phục vụ của họ thật dễ dàng để ai đó nói rằng hãy quên những điều này đi hãy để cho vị thầy đó làm việc một mình tại sao ta phải phí thì giờ ở đây và tất cả những người vô ân này tại sao tôi lại phải phí thời giờ với họ nhưng không họ vẫn tiếp tục chấp nhận mọi sự chỉ trích có một lý do tốt đằng sau đó không biết bao nhiêu kiếp trong quá khứ chúng ta đã thực hiện những công việc đầy công đức cùng nhau cùng nhau gặt hái công đức sẽ mang mọi người đến với nhau trong kiếp sống tương lai và một lần nữa cùng thực hành những công việc đầy công đức hoặc là trong nhiều kiếp sống trong quá khứ chắc hẳn chúng ta đã cùng nhau hành thiền và điều này khiến chúng ta lại gặp nhau để hành thiền chung lần nữa. Như vậy, không phải ai đó chỉ mới nhận được Đan Ma trong một khóa thiền 10 ngày mà đã biết ơn Đan Ma nhiều đến nỗi người này cảm thấy muốn phục vụ. Ồ, không đâu, dĩ nhiên đó là một lý do trực tiếp. Nhưng lý do lớn hơn là những công việc mà chúng ta đã làm cùng nhau Trong những kiếp sống khác Đã nếm được hương vị Đan Ma Bằng cách này hay cách khác trong quá khứ Người này cảm thấy Nguyện cho càng ngày càng có nhiều người tiếp xúc với Đan Ma Và thoát khỏi khổ đau Trong suốt rất nhiều kiếp Ta đã hiểu được rằng SABBADANAM DAMADANAM JINATI cống hiến đan ma là sự cống hiến cao quý nhất và điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn qua mỗi lần ta phục vụ chúng ta có thể làm việc tích cực và hiến tặng hàng triệu đồng để xây dựng những cơ sở khác nhau cho người khác điều này tốt bởi vì họ hưởng được lợi lạc đừng ngưng những việc này nhưng khi so sánh với sự cống hiến đan ma ta thấy rằng không có gì sánh bằng thăng trầm chắc chắn sẽ tới trong cuộc sống và nếu ai đó có thể tươi cười đối mặt với những điều này ồ đó là món quà quý giá nhất mà ta có thể trao tặng cho những người khác món quà đan ma này không phải chỉ có một mình thiền sư hay thiền sư phụ tá làm được mà do tất cả những người phục vụ mặc dù những công việc đã thực hiện trong hai mươi năm qua làm thầy rất hài lòng nhưng vẫn còn nhiều việc khác cần được làm khi có quá nhiều đau khổ đan ma phải được nảy sinh khi có quá nhiều bóng tối ánh sáng được cần tới đam ma được cần tới thầy thấy sự sáng lạng trong tương lai không chỉ bởi những người trong hiện tại phục vụ một cách vô dị lợi, mà còn bởi những người với parami tốt trong quá khứ sẽ nhận lấy trách nhiệm và bánh xe đan ma sẽ tiếp tục luân chuyển trong nhiều thế hệ. Có một sự nguy hiểm trong việc luân chuyển bánh xe đan ma nếu người ta biến nó thành một kế sinh nhai. Làm sao điều này có thể là đan ma được? các con trong đợi được đền đáp bằng cái gì đó. sự nguy hiểm cũng hiện hữu nếu những người điên khùng phục vụ những người chỉ thèm muốn một quyền lợi, một địa vị, một chức vụ. và rồi Đan Ma sẽ không còn là Đan Ma nữa bởi vì đã không có sự tinh khiết trong đó. một sự nguy hiểm khác là người nào đó sẽ thêm điều gì đó vào Đan Ma chỉ để làm hài lòng một nhóm người hay một tông phái nào đó khi một người vô minh bắt đầu làm thế, nó sẽ gây ra một sự nguy hiểm lớn cho sự luân chuyển của bánh xe đam ma. Không có gì cần thêm vào, không có gì cần lấy ra. Đam ma tuyệt đối là tinh khiết, tuyệt đối hoàn hảo. Kevalam Baribunam Kevalam Những người phục vụ đam ma nên nhớ rằng đam ma đã được lan truyền không phải bởi vì họ mà bởi vì thời điểm để đan ma được lan truyền đã tới. Họ chỉ là những cỗ xe và nên cảm thấy hài lòng được làm cỗ xe bởi vì nhờ sự phục vụ này họ sẽ có được những parami tuyệt vời, bana tuyệt diệu và sẽ phát triển trong sự hành thiện của chính họ. Đây không phải là điều dễ dàng có được. Một số lớn những người đang đau khổ có những sankhara bất thiện tích lũy trong quá khứ mang lại quá nhiều đau khổ cho họ. Nhưng cũng có những người có những sankhara thiện lành, và bây giờ thời điểm đã tới để những thành quả của những sanh tốt lành sẽ hiện diện bằng đan ma. Thế thì thầy và các con là ai mà cho họ đan ma? Họ nhận được đan ma là bởi vì những ác ma tốt lành trong quá khứ. Chúng ta chỉ là những cổ xe, chỉ vậy thôi thầy luôn kể một câu chuyện về một con chó nhỏ đi dưới một cái xe bò và nghĩ rằng ta đang mang vác toàn bộ sức nặng của cái xe. Người chủ xe chú trọng quá nhiều đến hai con bò, nhưng chúng chỉ mang vác cái càng xe trên vai thôi. Trên vai tôi là sức nặng của toàn bộ cái xe. Một con chó điên khùng. Không người phục vụ đam ma nào nên nghĩ như con chó đó họ nên cảm thấy rằng đó là Đan Ma đang dẫn hành và ta có một chỗ nương tự tuyệt diệu ta đang ở trong bóng mát của Danma tốt quá hãy luôn nhớ đến một câu này của Kabi một thánh nhân vĩ đại của quốc gia này Kabi nói rằng ta đang ở đây để kêu gọi quý vị nhưng ta có một cái búa ở trong tay chỉ những người sẵn sàng chặt bỏ đầu mình ném vào thùng rác mới xứng đáng để theo ta. Đây là điều kiện tiên quyết. Hãy cắt bỏ đầu mình, cắt bỏ tất cả ngã mạn và tới. Tuy nhiên thật là tuyệt diệu cho các con và cho tất cả những người khác, những người đang thực hành Đan Ma. Và thầy chắc rằng không phải chỉ bây giờ mà cả những thế hệ mai sau sẽ có những người đến, những người đã chặt bỏ đầu của họ, những người sẽ phục vụ không phải vì ngã mạng. Khi đó Đan Ma sẽ giữ được sự tinh khiết, thì chắc rằng một số lớn người sẽ hưởng được lợi lạc. Những người phục vụ và những người được phục vụ. Đan Ma làm việc theo hai cách. Nó tốt cho các con, và tốt cho những người khác, lợi lạc cho các con và lợi lạc cho người khác. Nguyện cho Đan Ma không ngừng tăng trưởng, hưởng được Đan Ma bằng cách tăng trưởng trong Đan Ma, dưới sự che chở của Đan Ma. Nguyện cho Đan Ma tăng trưởng để càng ngày càng có nhiều người đau khổ trên thế giới được tăng trưởng dưới sự che chở của Đan Ma và thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho Đan Ma được lan truyền vì lợi ích của nhiều người và vì sự giải thoát của nhiều người. Bava Tusakba Mangalam, nguyện cho mọi người được hạnh phúc.